tốt. Con rồng này còn biết nhả lửa nữa mấy bạn ơi. Wow, trời ơi. À, bây giờ nó lại xuất hiện ra ba cái đầu luôn. À, một cái đầu là mình đã đánh thua rồi, bây giờ nó tới ba cái đầu. Vậy thì dùng tiệt chiêu cuối, mình đồng gia sắc. Ai, ai dám bước vào đây hả? Kim tự tháp này là của ta. Hả? Ông thần đèn trong Aladdin là cái đèn thần nè. Cảm ơn các bạn đến với kênh Ken Channel. Ủa, cái tiếng gì kêu to quá vậy? Đi đỏ không biết hả? Trong cái tòa tháp này nè, có một con rồng nó mới chui vô đây, nó quậy ở trong á. Đâu đâu đâu, để mình vô mình coi thử. Thì ra là con rồng này nó vô nó chiếm cái tòa tháp của Rạp Xiếc. Nè con rồng kia, hãy trả lại tòa lâu đài này cho Rạp Xiếc hả lên. Không, ta muốn chiếm nó để làm nhà. Trời ơi, không phải của mình mà lại muốn chiếm đoạt nữa hả? Như vậy là không tốt nè. Ok, xem đây. Trời ơi, con rồng này còn biết nhả lửa nữa mấy bạn ơi. Wow, trời ơi. Nó kéo cái bụng nó lên để nó tạo thành lửa kìa. Wow, những cái cục lửa này cực kỳ nóng luôn. Thì à, cũng may là mình né kịp đó nha. Trời ơi, bây giờ nó ra tuyệt chiêu một lần hai cục lửa luôn. À, mình bị lụng áo giáp rồi. Chơi tuyệt chiêu này mạnh quá vậy. No no no. Ủa, nó bay đi đâu rồi? Ta đây, ta đây. À, trời ơi, sao cái lưỡi mà dài quá vậy? Bây giờ nó phun ra những cái lửa con kìa. Trời ơi, hồi nãy phun ra cục lửa rồi, còn bây giờ ra từng cái hạt lửa con nữa kìa. Ui no 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 no, trời ơi, gì bắn tùm lum hết vậy? Trời ơi, không ngờ trong cái bụng của con rồng này sao nó nhiều lửa quá vậy? Tại vậy còn xì khói ra cái lỗ mũi nữa chứ. Cái con rồng kia, hãy chịu thua đi nào. Không, tao muốn chiếm cái lâu đài này. Ngươi đừng có mơ. Được lắm. Vậy thì hãy xem đây. À trời ơi mấy bạn ơi, sao hồi nãy nó có một cái đầu, bây giờ nó biến thành ba cái đầu luôn. Vậy thì mình sẽ dùng tuyệt chiêu cuối. Ừ, mình đồng gia sắc. Đây là tuyệt chiêu của bà Tiên Ly tặng cho Đi Đỏ nè mấy bạn. Bắn. Mình chơi tuyệt chiêu này bắn bông mê giang mà. Bắn phía trước nhưng mà nó quay lại phía đằng sau. Hả trời ơi, nó còn có cái vòi để thổi lửa nữa kìa. Ui no 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 no. Trời ơi, bây giờ nó lại phun ra cái lửa gì vậy? Wow, đây là những quả cầu lửa. À, rồi bị cháy, đang thui thò lùi tặng hồi sinh. Hồi nãy mấy bạn ơi, mình vừa hồi sinh thì nó lại trở lại một cái đầu rồi. Hồi nãy nó ba cái đầu, mình đấu không lại. Này, coi chừng đi nha. Hãy xem ta bắn bông mê găng đây. Nó giỏi, có lửa thì phun ra đi. Có liền. Người muốn có lửa hả? Vậy thì hãy xem nè. Wow, một lần nó bóp cái bụng, nó một cục lửa lòi ra kìa mấy bạn. Thôi đúng là con rồng lửa mà. Rồng lửa nên nó có khả năng nó phun lửa ra. Ui da. Thôi, hãy tiếp tục. Nó ra được hai cái quả cầu lửa một lúc luôn. Ây da. À, trời ơi, nó còn sử dụng cái đuôi nó nữa mấy bạn ơi. Mình mới bị thương rồi. À, trời ơi. Cháy cái mông. À, hai cục lửa nó đụng vô cái mông mình luôn à. Ủa, nó đi đâu mất tiêu rồi. À, rồi. Lúc này nó lại cho cái lưỡi nó dài ra để nó bắn những cái viên lửa chạy ra luôn kìa mấy bạn. Do lửa nóng quá nên khói nó xì ra từ cái lỗ mũi luôn kìa. Được lắm. Nó phun một hồi nó cũng hết lửa à. Nhưng mà đạn của mình thì còn hoài. Xem đây, mình chiến đấu càng lâu thì mình sẽ được thưởng thẻ bài. Thì đủ được 5 thẻ bài thì mình sẽ dùng được tuyệt chiêu cuối đó. Ê, nó đang bực bội rồi kìa. Mình bắn trúng nó nhiều quá, nó bực bội rồi. À, bây giờ nó lại xuất hiện ra ba cái đầu luôn. À, một cái đầu là mình đã đánh thua rồi, bây giờ nó tới ba cái đầu. Vậy thì dùng tuyệt chiêu cuối, mình đồng gia sắc. Lúc này là Đi Đỏ đã mặc một bộ đồ cực kỳ cứng luôn. Ư trời ơi, nó còn phun lửa nó kìa. Hả? Sao tự nhiên cái đầu nó lại biến thành cái vòi phun lửa vậy? Nè, trời ơi. Chục lửa mới đụng mình luôn, cháy cái mông, cháy cái mông.
rồi. Trời ơi, lửa đâu trong bụng con rồng nhiều dữ vậy mấy bạn? À, đúng là con rồng lửa. Ui, đã vậy còn trời mưa nữa, mình lại không thấy đường luôn. Con rồng này nó đang gọi mưa gió đến đấy mà. Ui, no, 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 no. À, ôi, hên quá mình nhảy kịp. À, trời ơi, lửa, lửa, hờ. Vì đỏ chỉ đứng trên được đám mây thôi. Bởi vậy nó phun lửa ngay y chang chỗ đám mây luôn à. Ui, no, 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 no. Trời ơi, sao nó lại có nhiều cái đầu như vậy? À, trời ơi, nó phun lửa ra coi nhiều quá. Cũng hên có một cái đầu phun được lửa thôi đó. Còn mấy kia thì nó phun quả cầu. Nếu không thì tiêu rồi. Thêm một cú nữa nè. Yeah, nó mệt rồi, nó hết lửa để phun ra rồi. Yeah, yeah, yeah. Mình đã giành lại được cái lâu đài rồi. Nè con rồng kia, chỉ tên vô đây. Nếu từ này về sau không làm kẻ xấu nữa nghe chưa? Dạ dạ dạ, em xin chưa. Trả lại cái lâu đài nè. Yeah, mấy bạn ơi, cuối cùng mình cũng giành lại được cái lâu đài rồi. Cái con rồng á, nó phun lửa một hồi, cái nó hết lửa trong bụng nó là nó sẽ thua thôi à. Ai, ai bây giờ để coi mình đi đâu nữa đây. Ngoài đây là phải có tàu bơi qua. Rồi, mấy bạn nha, vịt đã có nhà để vô rồi. Còn đây là... Ui, cái này giống kim tử tháp quá vậy ta. Mấy bạn thấy không? Nó có một cái chớp lên nè. Giống y chang kim tử tháp à. À, để mình vô mình coi thử nha. Ai? Ai dám bước vào đây hả? Kim tử tháp này là của ta. Hả? Ông thần đèn trong Aladdin là cái đèn thần nè. Wow, trời. Ủa, đây là rạp xiếc mà. Nhưng mà tao muốn chiếm cái kim tử tháp này. Trời ơi, à rồi. Hôm nay đi đỏ phải chiến đấu với ông thằng đèn luôn mấy bạn ơi. Ông này cũng có phép thuật ghê lắm. Ồ, mới đó mà ông biến mất tiêu rồi nè. Hồi nãy thì ông bung kiếm ra. Còn bây giờ hả, ông lại biến thành những cái cây cột như thế này. Ôi, wow, 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 ui da. Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy? Ui, no, no. Ôi, cái cột này có hai cái đầu luôn. Được lắm. Vậy thì hãy xem tuyệt chiêu tiếp theo của ta đây. Ôi trời, cái này là cái gì vậy? Được rồi, mình sẽ dùng tuyệt chiêu nổ bom. Bụng chừa cái tội. Rồi, rồi rồi rồi, lại tiếp tục Halloween nữa rồi. Định thù ly đỏ chứ gì. Không sợ, ly đỏ không sợ đâu nha. Bởi vì đây là chỉ là để hóa trang Halloween thôi. Còn nữa không, còn nữa không? Ờ, hết rồi, chạy, chạy, chạy. Yeah, mình đuổi được nó đi rồi. Mình chiến thắng rồi. Ai nói, đừng có mong mà chiến thắng ta. Hãy xem đây, ôi trời ơi, cái gì vậy? Người gỗ, con mối rối gỗ nè. Wow, cái tay nó cũng có thể biến thành súng y như là ly đỏ luôn. Trời, sao con rối này nó mạnh quá vậy? Ui, no, 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 no. Nó được điều khiển bởi trong thằng đèn kìa mấy bạn. Wow. À, bắn. À, mình bị bắn trúng rồi. Nhưng không sao, mình sẽ hồi sinh. Hả? Ngươi còn dám quay trở lại đây nữa à? Được lắm. Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết tay. Wow, trời ơi, những viên kim cương mỏng biến thành đạn luôn kìa. Mấy cái viên này quý lắm nè. Thật là tiếc quá, mình đang chiến đấu, nếu không mình sẽ lượm về để mình mua đồ chơi rồi. Ây da, ây da, da, da. Ủa, ông biết gì đâu, mất tiêu rồi. Ông bỏ chạy rồi mấy bạn ơi. Chưa đâu. Người hãy xem đây. Trời, cây cột này có hai đầu luôn. Wow, nè thì cái cây cột này á bị ông thằng đèn ổng sắp xếp làm sao mà cái đầu cái chân gì nó lộn tùm lum vị trí hết trơn à. Dừng lại, hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Rồi, lại tiếp tục hóa trang Halloween nữa rồi mấy bạn ơi. Vậy thì mình sẽ cho nổ bom.
Đúng. Bể chưa? Trời ơi, cái gì mà nó phun ra tùm lum hết vậy? Không sao, mình đã có chiếc máy bay này rồi. Mình bay lên mình đâu có sợ. Thì ra cái ông thằng này ông chui vô trong này ông trốn luôn ha. Wow, bắn bắn nè. Ây da da, mình thua rồi, chạy. Yeah, nó bỏ chạy rồi mấy bạn ơi. Mình sắp thắng rồi. Chưa đâu, ta lại xuất hiện đây. Hãy xem ta biến thành gì nè. Wow, ông ấy lại thả ra cái con người rối rồi. Người rối này làm bằng gỗ nè, mà được điều khiển bằng những sợi dây. Ôi trời ơi, nhưng mà không ngờ con người rối này á, cái tay nó cũng có khả năng bắn ra giống như là ly đỏ vậy đó. Wow. Trời ơi, bắn rồi chạy. Mình phải né thôi. Trời ơi, lúc ra viên màu xanh, lúc ra viên màu hồng kìa. Mình bị trúng rồi. Tiếp chiêu cuối, đủ 5 lá bài. Bum, cho nổ bom luôn. Yeah, mình cho nổ bom nên nó sợ rồi. Ai nói sợ? Còn ta đây, ta là thần đen, ta không có sợ nữa đâu. Thôi, ông sao giờ ông biến thành bự khổng lồ vậy mấy bạn? Ui no. Còn có 3 kim tự tháp nữa. Lâu nó bắn ra những cái tia điện kìa. Vậy thì bắn thẳng với người ông luôn. Người bắn cái gì vô miệng ta mà ta mắc hồ quá vậy. Yeah, ông thằng đàn đã thua mình rồi. Rồi ký vô này đi. Hứa từ đây về sau không được hung dữ nữa nè. Dạ. Yeah, mình chiến thắng rồi mấy bạn ơi.